Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 26, tiền duyên 300 năm trước. Quá nửa giờ dần, 3 giờ đến 5 giờ sáng, một ngày mới sắp bắt đầu, giờ phút này đúng là lúc yên tĩnh nhất trong cuộc sống. Người phàm còn đang ngủ say, còn chưa tới gà gáy hừng đông, chim thú đã tạm nghỉ. Trên bầu trời tối đen gió mây cuồn cuộn, một ánh sáng trắng kỳ lạ bỗng cắt qua bầu trời đêm, thật sự là tuyệt đẹp vô song, đáng tiếc không ai nhìn thấy. Trưởng quầy ly và Bạch Nham về nhà, Đỗ Tuyền lập tức nhận thấy được hai người trở về, từ trên giường đứng lên khoác thêm áo khoác chạy ra khỏi phòng. Trưởng quầy, lão đạo, hai người về rồi. Đỗ Tuyền hô. Trưởng quầy ly nhìn Đỗ Tuyền hừng hực chạy đến, ngạc nhiên hỏi, chúng ta đi chưa lâu, huống hồ không phải hai ngày trước Bạch Nham vừa trở về sao? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Đỗ Tuyền gật đầu, nói, là thành đàm kia. Thành đàm trưởng quầy ly đem ánh mắt nghi hoặc chuyển sang bạch nham thành đàm là ai bạch nham cười nói dám chính đại nhân tư thiên giám đệ tử của đạo trưởng minh dục huyền tôn giáo núi vân đài trưởng quầy ly nhướng mày lại hỏi có gì phiền toái chỉ là một người phàm mà thôi cho dù đạo trưởng minh dục đích thân đến cũng không cần hoảng như vậy chẳng lẽ toàn bộ huyền tôn giáo đều chuyển vào thành này à không phải đỗ tuyền lắc đầu giải thích ngày ấy thành đàm để lại thiệp mời, là lão đạo đến chỗ hẹn, hôm sau không phải thành đàm đến cửa hàng làm phiền, mà là hai đệ tử huyền tôn giáo vào thành, đưa tặng đạo phù cho từng nhà. Tính ra thì sau giữa trưa hôm nay sẽ đưa đến nhà chúng ta. Ta lo chỉ lan vừa mới thành hình, người có chút đạo hạnh có thể phát hiện trong viện không ổn, nhỡ bọn họ phát hiện ra chỉ lan thì sao bây giờ? Nếu là lúc bình thường, đỗ tuyển sẽ không thần kinh như vậy, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến chỉ lan hắn sẽ bất giác lo lắng khẩn trương. Bạch Nham và trưởng Quầy Ly đều nhìn ra, hắn bảo vệ chỉ lan quá độ. Trưởng Quầy Ly không trực tiếp trả lời đỗ tuyền, mà nhìn chằm chằm vào Bạch Nham, hỏi, ngươi đi gặp Thành Đàm. Vì sao không nói cho ta biết, lời nhắn của ngươi là về chuyện Thành Đàm kia à? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Bạch Nham cực vì vô tội biện giải, ta đi nhưng không làm gì mà chỉ hoàn chỉnh lại lời nói dối lừa bùi đông vũ lần trước thôi. À thì ra chỉ là lời nói dối lớn hơn mà thôi. Giọng điệu trưởng quầy ly không tốt, ánh mắt nhìn bạch nham sắc như dao. Ta không thấy thành đàm này có gì đặc biệt hơn người, nhìn có vẻ bệnh tật, không có gì cần đề phòng. Bạch nham rất khó hiểu, ngược lại nhìn đỗ tuyền, dường như là đang hỏi hắn rốt cuộc hai ngày này đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Tiền nói, hai tháng trước bùi đông vũ trượt chân ngã xuống thuyền hoa chết đuối trong hồ, nhà giàu lâm phủ trong thành liên tục chết ba người, này chuyện này vốn ly kỳ cổ quái, nghe rợn cả người, không biết sao chuyển đến tai vị giám chính tư thiên giám này. Ông ta nói nếu đã tới đây, để yên ổn lòng dân liền phái thủ hạ đệ tử đưa cho mỗi hộ gia đình một phù chú an trạch, giúp các gia đình được bình an, không cần sợ hãi yêu ma quỷ quái. Dân chúng đều nghe nói vị giám chính đại nhân này pháp lực vô biên, được giám chính đại nhân cho phù chú đương nhiên là vô cùng vui mừng, còn thiếu chưa đốt pháo chúc mừng thôi. Trưởng quầy ly khoát tay, nói, hắn thích phát phù chú thì để cho hắn phát đi. Đừng nói hắn chẳng qua chỉ là một giám chính, là người phàm, thủ hạ đệ tử của hắn có nổi mấy phần đạo hạnh. Cho dù là đạo trưởng huyền tôn giáo minh dục tự mình đến, cũng chưa chắc đã nhìn thấu thủ thuật che mắt của ta. Ngày mai cứ để bọn họ đến đây đi, người bảo chỉ lan trốn cho tốt, tự mình cầm phù chú là được rồi. Đỗ tuyển khẽ gật đầu, gần đây bọn họ có hơi thần hồn nát thần tính, trong thiên hạ có mấy người bọn họ không ứng phó được, đám người phàm này căn bản không đủ tư cách khiến cho bọn họ lo lắng. Trưởng quầy ly vẫy vẫy tay, đi vào phòng ngủ, nói ta mệt rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Lão đảo, tốt nhất ngươi nên nghĩ lý do thoái thác đi. Hả, đỗ tuyển không hiểu nhìn bạch nham, lão đảo, lý do thoái thác gì vậy? ha ha, không có gì, không có gì, ta cũng mệt rồi, về phòng ngủ trước. Bạch Nham đi được hai bước lại quay đầu, nói với Đỗ Tuyền, ngươi đừng lo lắng quá, chỉ lan không sao. Này pháp lực của ngươi cũng đã hơn hẳn trước kia, không cần để đám phàm phu tục tử này vào mắt. Lúc ta và trường Quỳ Ly không ở đây, ngươi cũng có thể ứng phó được. Đỗ Tuyền ngẩn người, gật đầu. Trưởng Quỳ Ly cảm thấy mới ngủ không bao lâu, bỗng mơ hồ nghe thấy tiếng động khẽ, làn điệu quen thuộc nhẹ nhàng mà chậm rãi, từ tốn mà mềm mại, chậm chậm mà sâu xa, đánh thức từng dòng từng dòng ký ức của trường quầy ly. Trường quầy ly từ trên giường ngồi dậy, trong lòng căng thẳng, đôi lông mày nhăn lại. Nàng nghĩ sẽ vĩnh viễn không bao giờ nghe thấy khúc nhạc này nữa, không ngờ vĩnh viễn này chỉ có 300 năm mà thôi. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, nên đến thì sẽ đến, huống chi nàng đã an nhàn lâu quá rồi. Đêm nay, Bạch Nham vốn khó đi vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng nhạc kia lại càng không ngủ được lúc đầu còn không hiểu là khúc gì chỉ cảm thấy có hơi quen tai nghĩ kỹ lại mới đột nhiên nhớ ra khúc này hắn từng nghe trường quầy ly đàn lần duy nhất nghe thấy trường quầy ly đánh đàn là khúc này sau gió trường quầy ly đập vỡ cây đàn từ đó không bao giờ đụng đến đàn nữa bạch nham đương nhiên cũng chưa từng nghe qua khúc này trong viện này không có đàn tiếng đàn cũng không phải vang lên từ trong viện đương nhiên không phải trường quầy ly đánh đàn vậy là ai chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, hơi thở của trường quầy ly bỗng nhiên biến mất. Nàng đi ra ngoài, đi đâu, có liên quan đến tiếng đàn kia sao? Trời tờ mờ sáng, từ trên không trung nhìn xuống cả tòa thành đều chìm trong làn sương trắng, giống như tòa thành giữa biển mây, như mộng như ảo. Trường quầy ly đi theo tiếng đàn ra ngoài ô. Nhà thủy tạ trong hồng hồ sơn trang, thành đàm đang ngồi ở trước cửa sổ hết sức chuyên tâm đánh đàn, vô cùng chăm chú vô cùng thâm tình toàn bộ tâm tư, toàn bộ sức lực tập trung trên ngón tay đang lướt trên dây đàn, cho đến hết một khúc mới nặng nề thở ra, dường như mệt muốn chết. Ta còn nghĩ muội sẽ không tới gặp ta. Thành đàm không quay đầu, giống như đang nói chuyện với ánh dạng đông đầu tiên ngoài cửa sổ, cười nhẹ. Không nghe thấy lời đáp lại tiếp tục nói, nhiều năm không đánh đàn, khúc muội dậy ta cũng ngượng tay rồi. Luyện tập hai ngày chẳng những không khá lên, ngược lại càng tập càng kém. Không phải là tay, mà là ngón tay huynh đã cứng ngắc, vốn không thể đánh đàn được nữa. Trưởng quầy ly đứng ở sau lưng thành đàm nói, không biết nàng đến đây lúc nào, cứ như thể ngay từ đầu đã ở trong phòng nghe thành đàm đánh đàn. Thành đàm quay người lại, mỉm cười nhìn trường quầy ly, nói, muội chẳng thay đổi chút nào. Huynh ở trong cái thân xác này bao lâu rồi? Dường như nó đã đến giới hạn cuối rồi. Ừ, đại khái khoảng 10 năm. Thành đàm nhìn tay mình, giật giật ngón tay, nói, quả thật đã đến cực hạn rồi, động một chút là cảm thấy đau. Mười năm, vì sao, dù chiếm thân xác người phàm là chuyện rất dễ dàng, nhưng nếu muốn giữ khối thịt kia trong thời gian dài là rất khó khăn. Không thể sử dụng các pháp thuật mạnh, còn có rất nhiều cấm kỵ khác, bằng không thân thể sẽ không chịu được lập tức tan xương nát thịt. Ở trong thân xác một người phàm 10 năm gần như là tự phong ấn mình trong thân thể đó 10 năm, đây là chuyện cực kỳ đau đớn. Thành đàm cười cười, không trả lời thẳng vào câu hỏi hỏi trường quầy ly ngược lại hỏi muội mới trở về sao đến phong đô rồi à trường quầy ly nhíu mày nháy mắt ánh mắt sắc bén như dao ngay sau đó đè nén lệ khí chậm rãi nói huynh hỏi nhiều như vậy làm gì chẳng lẽ huynh không biết thiên khê đang chuẩn làm loạn tam giới sao thành đàm lắc đầu cười nói đã lâu rồi ta cũng không gặp thiên khê huynh ẩn vào thân thể người phàm là để tránh né thiên khê sao vì sao chẳng lẽ chẳng lẽ hắn nghi ngờ huynh làm sao có thể thiên khê tuyệt đối sẽ không nghi ngờ ta huống chi hắn sớm biết là ta thả muội đi hắn biết trưởng quầy ly kinh ngạc hỏi hắn sớm biết rằng là huynh thả ta vậy lúc trước hắn cố ý cho ta một con đường sống thành đàm gật đầu vậy vì sao huynh lại phải trốn hắn ta rời đi bởi vì hắn không cần ta giúp về phần trốn ai căn bản cũng không thể nói rõ ta tình nguyện trói buộc mình với thể xác người phàm, chẳng qua là muốn thử làm người một lần. Nếu thiên khê cần, ta lúc nào cũng có thể đi giúp hắn. Trưởng quầy ly bất giác nắm chặt tay, lại hỏi, vậy huynh còn không mau bắt ta lại. Bắt muội vì sao phải bắt muội Thành đàm có chút ngạc nhiên nhìn trường quầy ly. Nếu không phải huynh tới bắt ta, vậy vì sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại đánh đàn dẫn ta đến? Thành đàm chậm rãi đứng lên, Cô hết sức đỡ tường mới đứng vững, đi về phía trưởng quầy ly, chậm rãi nói: "Nếu thật sự muốn bắt muội, 300 năm trước đã không thả muội ta, nếu sớm muốn bắt muội thì đã bắt từ hơn chục năm trước rồi." Trưởng quầy ly kinh ngạc, chẳng lẽ hắn đã sớm tìm được nàng rồi sao? Bạch Nham răng phong ấn trên người muội ta biết, giờ chỉ còn lại 6 tầng thôi sao?" Thành Đàm nói, phong ấn của hắn quả thực dấu muội rất khéo đến 100 năm trước ta mới mơ hồ cảm thấy được khí thức của muội. Tìm muội cũng chỉ mất chút thời gian, nhưng không phải là muốn bắt muội về, ta chỉ muốn biết muội làm người có ổn không. Cảm giác khi ta bắt đầu làm người rất không ổn, bị nhốt trong thân thể con người rất khó chịu, tính tình cũng nóng nảy, động một chút là lại làm hỏng thân thể, rất lâu mới quen được. Sau này tìm được muội, phát hiện muội rất tự tại, mới cảm thấy làm người cũng không phải quá khó. Trường quầy ly bán tín bán nghi nhìn hắn, tỉ mỉ nghe hắn nói xong. Thành đàm đi đến trước mặt trường quầy ly, đưa tay nhẹ nhàng khơi gạt tóc bên tai trường quầy ly, lại cười nói, bộ dạng này của muội thật tốt, dùng khuôn mặt của mình vẫn tốt hơn. Cơ thể ta luôn bị hỏng, con người rất yếu ớt, mỗi một cơ thể đều không chịu được quá 15 năm, đặc biệt là vài năm cuối cùng rất khó chịu. Huynh còn chưa trả lời ta, vì sao không bắt ta về? Lúc này trường Quầy Ly không có hứng thú ôn chuyện. Nàng và Bạch Nham đến Tây Thục Phong Đô nhưng không tìm được chút bóng dáng của Thiên Khê. Sau khi trở về lại phát hiện Vân Nhai ở ngay trong thành, vậy Thiên Khê đâu? Cũng ở trong thành sao? Bọn họ tìm một vòng lớn, người cần tìm lại ở ngay trước mắt. Trưởng Quầy Ly nhìn người có vẻ có bệnh trước mắt, hắn chính là Vân Nhai. Hàng thật giá thật. mươi 27, bí mật ngũ hành trận vân nhai bỗng nhiên cho mày ho khan không ngừng cả người cũng run rẩy đứng không vững trưởng quầy ly theo bản năng vươn tay ra diều hắn hắn vừa thuận khí định mở miệng nói chuyện đã phun ra một ngụm máu trưởng quầy ly nhíu mày nói thân thể này xem ra không chống đỡ được đến trời sáng đâu khụ 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 ta biết khụ khụ vân nhai ho không ngừng nói một câu cũng phải cố hết sức may mắn muội tới kịp lúc khụ khụ bằng không ta sẽ rất khó có cơ hội nói chuyện hòa bình với muội. Sắc mặt Vân Nhai tái nhợt, hai tay khẽ run ôm ngực, nhìn có vẻ rất đau đớn. Nếu khó chịu thì mau ra khỏi thân thể này đi. Vân Nhai lắc đầu, cười nói, trước kia ta chưa bao giờ biết sinh lão bệnh tử là quá trình như thế nào, giờ ta đã biết, ta có thể cảm thấy cái chết đang đến rất gần rất gần ta, gần đến nỗi ta có thể ngửi được mùi địa phủ, khụ 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 khụ. Khóe miệng Vân Nhai lại trào ra chút máu từng giọt từng giọt rơi trên ống tay áo trưởng quầy ly huynh chết đến nghiện rồi à trưởng quầy ly mắng thật đúng là biến thái ha ha khụ 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 ta rất thích cảm giác tử vong mỗi lần trải qua đều phát hiện còn sống thật tốt khụ khụ cứng đầu huynh thích chết ta cũng không cản chẳng qua huynh trước nói cho ta biết vì sao huynh có thể đến đây không tới bắt ta thì tới làm gì vân nhai gật đầu ý bảo trưởng quầy ly dìu hắn đến bên giường ngồi một chút, hắn bây giờ không còn chút sức lực nào. Trưởng quầy ly đỡ hắn ngồi xuống, thuận tay dùng ống tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng hắn, chờ vân nhai thành thật khai báo. Lúc trước thiên khê muốn bắt muội không phải vì cần muội để phá giải trận pháp ngũ hành, mà vì muội đột nhiên đào tàu chính là phản bội sư môn, hắn muốn dạy dỗ muội một chút, hơn nữa chuyện trận pháp ngũ hành càng ít người biết càng tốt. Khủ khủ, vân nhai nghỉ lấy hơi, tiếp tục nói, ta thả muội đi là niệm tình sư huynh muội 500 năm, huống hồ ta không sợ muội sẽ nói chuyện trận pháp ngũ hành ra bên ngoài. Trong thiên hạ có không ai, tiên hoặc thần nào có thể ngăn cản ta và thiên khê cởi bỏ phong ấn, không ai có thể, nếu muội không tin cứ chờ mà xem. Nhưng muốn cởi bỏ ngũ hành trận cần tiên linh ngũ hành và đá vô sắc, không có ta tức là không có hỏa linh, ứng long đã chết là không có thủy linh. Sau khi ứng long chết đá vô sắc cũng biến mất, các người cởi bỏ phong ấn bằng cách nào? Trưởng Quầy Ly không tin. Vân Nhai miễn cưỡng cười cười, nói, muốn có thiên linh thuần khiết tuy rằng tam giới khó tìm, nhưng không có nghĩa chỉ có muội mới là hỏa linh, ứng long mới là thủy linh. Ta và thiên khê nghiên cứu ngàn năm cách cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận, đương nhiên phải lo toan chu toàn, không một sai sót mới được, nếu không chẳng phải chúng ta đã uổng phí ngàn năm sao. Khụ khụ. Trưởng quầy ly nghe xong hắn nói trong lòng trầm xuống, ngoại trừ nàng còn có hỏa linh khác. Lo toàn chu đáo, Thiên Khê đã tìm được người thay thế nàng rồi sao? Chẳng lẽ thời cơ bọn họ nói đã đến rồi? Ta nói cho muội, khụ khụ, thứ nhất là vì ta tin muội, chưa bao giờ nghi ngờ, lúc trước muội rời đi là vì bất đắc dĩ bảo vệ mạng sáng, cũng tại ta không nói trước cho muội. Thật ra muội không cần trốn, ta và Thiên Khê cũng không làm hại muội, hỏa linh không phải chỉ có mình muội. Thứ hai, là ta muốn cảnh cáo muội nếu đi rồi thì đừng trở về, đừng nhúng tay vào kế hoạch của ta và thiên khê, đừng để ý đến chuyện này. Hãy đi thật xa, yên lặng làm người phàm, sống cuộc sống bình thường, vậy là tốt rồi. Vân nhai đè ngực, đau đớn cau mày, cắn răng, nén tất cả đau đớn trong cổ họng, không rên một tiếng. Trưởng quầy ly đưa tay lau mồ hôi trên trán hắn, thở dài, rời khỏi thân thể này đi, còn tiếp tục như vậy sẽ tổn hại đến đạo hạnh của huynh đấy. Vân Nhai lắc đầu, nói, để cho ta nói hết, khụ khụ, bằng không ta sợ Bạch Nham tìm đến thì lúc đó muốn nói với muội vài câu cũng khó. Ai, trường quầy ly than nhẹ một tiếng. Nay muội đã biết ta và thiên khê sẽ không bắt muội để làm tế phẩm cười bỏ phong ấn ngũ hành thì yên tâm rồi đúng không? Vân Nhai cắn răng nói, đừng xen vào việc này nữa, bằng không thiên khê chắc chắn sẽ giết muội. Muội biết xưa nay hắn vốn chẳng độ lượng gì, huống chi muội từng là sư muội của chúng ta, nếu ngay cả muội cũng quay lưng lại, máu trong ngực vân nhai lại trào lên khiến hắn khẽ hừ một tiếng, không nói thành lời. Ta biết, ta biết, ta sẽ không. Trưởng quầy ly nhẹ nhàng vuốt lưng vân nhai, động tác kia như đang giúp hắn thuận khí, dường như hoàn toàn đã quên vân nhai không phải người. Hơn nữa giờ này hắn đau đớn cũng không phải do bệnh, không phải vỗ nhẹ hai cái là có thể giảm bớt đau đớn cho hắn. Vân nhai cười gật đầu, nhắm mắt lại tựa vào đầu vai trưởng quầy ly nói, đưa đồng tử gác ở dưới lầu tới, ta phải rời khỏi thân thể này. Ừ, trưởng quầy ly đỡ vân nhai nằm xuống giường, vung tay hất chén trà trên bàn, chén trà vỡ nát, đồng tử dưới lầu nghe thấy tiếng vang vội chạy lên. Sư phụ, hai tiểu đồng tử lao vào trong phòng, hoàn toàn không phát hiện ra trưởng quầy ly ẩn thân ở bên cạnh. Trong nháy mắt, gió thổi qua, vân nhai đã nhập vào một thân thể khác. Thừa dịp một tiểu đồng đang chú ý đến thành đàm vừa mới qua đời, quay người lại mỉm cười với trưởng quầy ly. Trưởng quầy ly thở dài, lướt qua rời đi. Mới ra khỏi nhà thủy tạ, trưởng quầy ly đã thấy Bạch Nham đứng ở bên ngoài chờ nàng. Trưởng quầy ly không dừng lại, chỉ nói một câu, trở về rồi nói. Bạch Nham quay lại liếc nhìn căn nhà thủy tạ kia một cái, trong lòng chồng chất nghi ngờ, vừa rồi trưởng quầy ly vào đó lâu như vậy đã nói những gì với Thành Đàm. Nàng và Thành Đàm có quen biết sao? mùi máu tươi trên người nàng từ đâu mà có máu của trường quầy ly không phải mùi này muốn làm rõ vấn đề này xem ra chỉ có trở về hỏi trường quầy ly mới biết được về nhà trường quầy ly đóng cửa phòng nhốt bạch nham ở ngoài cửa nói chúng ta đã mấy ngày chưa được nghỉ ngơi trước đi ngủ một lát có chuyện gì đợi sáng mai nói sau bạch nham sướng sờ nhìn cánh cửa kia nàng rõ ràng là đang tránh né hắn vừa rồi chuyện đã xảy ra trong nhà thủy tạ nàng không muốn nói cho hắn vì sao vì sao? Trong lòng Bạch Nham bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Bọn họ đi một chuyến đến núi tuyết Tây Lĩnh, mới qua vài ngày ngắn ngủn, sao bỗng dưng trở nên thật xa lạ, tựa như cánh cửa này đã ngăn cách họ. Muốn mở cánh cửa này nhìn qua thật dễ dàng, chỉ cần Bạch Nham đưa tay đẩy một cái, không cần tốn quá nhiều sức cũng có thể đẩy ra, nhưng Bạch Nham không dám. Chuyện của bản thân mình, hắn không dám nói cho bất cứ ai, cho dù là trường Quỳ Ly, hắn cũng vẫn không dám mà người đóng cửa là trưởng quầy ly, nếu muốn tự nàng mở nó ra chỉ sợ càng khó khăn. Trường quầy ly nằm ở trên giường, không ngừng không ngừng nghĩ tới tình huống gặp Vân Nhai vừa rồi. 300 năm, gặp lại Vân Nhai hắn đã thay đổi khuôn mặt, nhưng cảm giác quen thuộc này vẫn làm cho trưởng quầy ly có thể nhớ lại rõ ràng thân hình, bộ dạng, giọng nói, nụ cười cùng rất nhiều rất nhiều kỷ niệm về Vân Nhai. Lúc đầu, có chút khẩn trương có chút sợ hãi, nhưng lúc này trường quầy ly cũng rất cao hứng được gặp lại cố nhân dù sao nàng quen biết chung sống cùng thiên khê và vân nhai còn lâu hơn bạch nham nàng nên tin những lời vân nhai nói sao tin nàng tin so với bạch nham ăn nói bừa bãi nói dối đầy trời vân nhai sẽ không lừa nàng năm đó khi nàng trốn đi rõ ràng đã bị vân nhai phát hiện nhưng hắn lại làm như không thấy để nàng đi sau này thiên khê muốn bắt nàng Vân Nhai cũng không hề ra tay làm tổn thương nàng một lần nào. Sau khi gặp Bạch Nham, Thiên Khê giao thủ cùng Bạch Nham, Vân Nhai cũng có cơ hội mang trường quầy ly đi, nhưng hắn không làm. Vân Nhai có lòng buông tha trường quầy ly, nàng đã sớm biết. Hôm nay gặp lại, nếu Vân Nhai muốn bắt nàng cũng dễ như chờ bàn tay, nhưng hắn lại chỉ trò chuyện cùng nàng mà thôi. Cho nên trường quầy ly tin tưởng Vân Nhai. Nhưng nếu lời Vân Nhai nói là thật, vậy tức là thiên khê giải phong ấn ngũ hành trận đã là chuyện đương nhiên, hơn nữa không ai có thể ngăn cản. Tuy rằng Vân Nhai nói chỉ cần trường quầy ly không nhúng tay, nàng sẽ tuyệt đối không gặp nguy hiểm, chính nàng cũng tin tưởng Vân Nhai sẽ che chở nàng. Nhưng nếu thật sự cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận, thật sự thả ma tinh hậu khanh ra, thế giới này sẽ ra sao? Hiện thời không thể so với thời thượng cổ, hỗn độn sơ khai chưa phân tam giới, thần ma cùng tồn tại không ngừng tranh đấu này tam giới có đều phép tắc riêng, không can thiệp vào chuyện của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, thế gian có yêu ma quấy phá thì cũng có người trừ ma vệ đạo. Một khi cân bằng bị đánh vỡ, không chỉ có nhân gian núi lở đất sung, sinh linh đồ thán mà chỉ sợ cả tam giới sẽ trời đất đảo lộn, nhật nguyệt vô quang. Tổ đổ sao còn chứng lành, hậu khanh xuất thế, trường quầy ly nàng chẳng lẽ chỉ lo thân mình, tiếp tục sống những ngày bình lặng của nàng sao? Việc này nàng có thể không nghĩ, nhưng Bạch Nham thì sao? Với cái tính ngang ngược của hắn một khi đã nhúng tay tuyệt đối sẽ không bỏ giờ nửa chừng. Thiên Khê muốn cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận, Bạch Nham tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhúng tay, nhưng sao hắn có thể đấu lại hai ma như Thiên Khê và Vân Nhai? Chẳng lẽ trường Quế Ly thật sự có thể khoanh tay đứng nhìn, chờ mắt nhìn Bạch Nham chết ở trong tay Thiên Khê hoặc Vân Nhai sao? Không, 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 nàng không muốn Bạch Nham chết nàng đã sớm quen với những ngày tháng này, có bạch nham như âm hồn không tan làm bạn, ngẫu nhiên cãi nhau thậm chí ra tay đánh đá. Nhưng dù là cãi cọ hay đánh lộn nàng cũng chưa từng muốn bạch nham chết, nàng thích những ngày yên vui mà thoải mái này. Nàng không muốn quay lại ngày tháng tịch mịch không nơi nương tựa như cô hồn trước kia nữa. Thậm chí không dám nhớ lại sự tịch mịch bi thương vì mất hết tất cả trong một đêm lúc trước nữa. Mỗi một ngày mỗi một khắc đều bị áy náy, ảo não, tự trách quấn lấy giống như vĩnh viễn sống trong một sơn động trống trải giơ tay không thấy rõ năm ngón, ngoại trừ mình nàng thì chẳng còn gì. Nàng sợ ngày tháng đó. Giống như mơ thấy ác mộng, bỗng nhiên đầu đầy mồ hôi lạnh, trường quầy ly thở dài giơ tay lau mồ hôi trên trán miễn cưỡng nhắm mắt lại không nghĩ tiếp nữa. Nhưng nàng không khống chế được chính mình, không thể xua tan đi đủ loại giả thiết, đủ loại suy nghĩ trong đầu, càng không thể bình yên đi vào giấc ngủ. Nàng từng luôn sợ hãi thiên khê vân nhai không buông tha nàng, nàng từng nghĩ sống bình yên qua ngày nhưng giờ giây dường như dù nàng làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể sống bình an được phải chăng nàng nên nói chuyện của vân nhai cho bạch nham nghe nói cho hắn thiên khê và vân nhai sẽ tìm được thiên linh khác để mở ra phong ấn ngũ hành trận nàng không gặp nguy hiểm bạch nham sẽ vì nàng mà buông tay hay là càng thêm phiền lòng làm thế nào để ngăn cản thiên khê và vân nhai trưởng quầy ly đột nhiên nghĩ ra một chuyện càng nghĩ kỹ càng thấy không thích hợp. Vì sao Bạch Nham nhất định phải truy tìm hành tung của Thiên Khê đến tận đất thục? Vì sao dường như hắn còn lo lắng về chuyện trận pháp ngũ hành bị phá giải hơn cả trường Quầy Ly? Nếu Bạch Nham chỉ vì trường Quầy Ly, vậy nghĩ cách bảo vệ nàng, che giấu nàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với chuyện đối đầu với Thiên Khê và Vân Nhai. Bạch Nham không thể nào không hiểu điều đó, nhưng hắn lại lựa chọn đối địch với Thiên Khê và Vân Nhai. Vì sao? càng nghĩ không ra trường quầy ly càng muốn nghĩ từng phỏng đoán lại khiến nàng càng thêm hoảng hốt sau khi trời sáng trường quầy ly vẫn không thể đi vào giấc ngủ liền đến tiệm quan tài bạch nham biết nàng phá lệ dậy sớm cũng biết nàng ra ngoài nhưng không dám ra khỏi phòng một bước hắn và trường quầy ly đều bất tử chỉ có kiếp này không có kiếp sau nếu lúc này bạch nham đến mất nàng thì chỉ có thể hối hận ngàn ngàn vạn vạn năm hắn không dám tưởng tượng khi ấy hắn sẽ ra sao nữa trước khi nghĩ ra cách đối mặt với những vấn đề của trưởng Quầy Ly, tốt nhất vẫn nên trốn nàng thì hơn. Trưởng Quầy Ly đến tiệm quan tài chưa được bao lâu đã có khách tới cửa. Mà vị khách này trưởng Quầy Ly cũng quen biết, đó là hai tiểu đồng của thành đàm. Bọn họ đến tiệm quan tài phố Tây không vì chuyện gì khác ngoài chuẩn bị hậu sự cho thành đàm. Mà một trong hai tiểu đồng này lại là thân thể mới của Vân Nhai. chương 28, Đệ tử Huyền Tôn Giáo vụ làm ăn thứ ba của tiệm quan tài phố Tây rốt cục cũng tới cửa, hơn nữa còn là một vụ làm ăn lớn. Thành đàm là giám chính tư thiên giám, tâm phúc bên người hoàng thượng, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ở hồng hồ sơn trang ngoại ô đan thành, việc này không lớn không nhỏ, nếu xử lý thỏa đáng hoàng thượng vẫn biết thành đàm luôn luôn yếu đuối, ngàn dặm xa xôi đến đan thành khí hậu không quen nhất thời không chịu nổi nên đã, giá hạ quy khứ, ai thán vài tiếng rồi thôi nếu xử lý không tốt hoàng thượng đau lòng yêu thần khó tránh liên lụy đến bùi gia bị tội chiếu cố không chu toàn lại phái cấm vệ quân vào thành tra xét càn quét một lượt vậy lại càng không ổn tuy rằng vân nhai không để mấy tục sự này ở trong lòng nhưng hắn còn ẩn thân trên người tiểu đồng huyền tôn giáo chứng tỏ hắn không muốn gây ra nhiễu loạn ngoài ý muốn khi hai tiểu đồng vào tiệm quan tài phố tây đỗ tiền đang dựa lên tủ ngủ gà ngủ gật nghe thấy tiếng bước chân mới hoảng hốt tỉnh lại Hả, hai vị tiểu đạo gia có đến nhầm chỗ không vậy? Nơi này là tiệm quan tài. Đỗ tuyển chống đầu, nửa híp mắt, mang theo ba phần mơ hồ hỏi. Hai tiểu đồng thoạt nhìn tuổi tương đương, ước chừng khoảng 8-9 tuổi, diện mạo sạch sẽ thanh tú, một người tròn trịa, một người gầy yếu, hai người đều mặc áo màu lam giống nhau. Một tiểu đồng trong đó thi lễ với đỗ tuyền, mở miệng nói ta là tử minh, vị này là sư đệ ta nguyên đốc, chúng ta là thủ hạ đệ tử của thành đàm huyền tôn giáo. Sư phụ ta xưa nay thân thể không tốt, đến dạng sáng nay đột nhiên quy tiên, chúng ta tới đây để lo hậu sự cho sư phụ. Đỗ tiền nghe xong hơi sừng sốt, thành đàm đã chết. À, vị sư phụ thành đàm ngươi nói là giám chính đại nhân tư thiên giám sao? Tử Minh gật đầu, đúng vậy. Thành đại nhân đã qua đời, đỗ tuyển vẫn không thể tin. Tử Minh nguyên đốc cùng gật đầu. Đỗ Tuyền lại ngẩn người mất một lát mới nhảy dựng lên tiếp đón hai vị khách hàng nhỏ, hai vị tiểu đạo ra mời theo ta vào phòng chọn quan tài. Đỗ Tuyền vừa cùng hai tiểu đồng tử Minh Nguyên đốc chọn quan tài, vừa nói thầm trong lòng, thành đàm mới đến đan thành chưa được nửa tháng, mấy ngày trước còn muốn mời lão đạo đến hồng hồ Sơn Trang, sao hôm nay đột nhiên lại chết. Không có chút dấu hiệu nào cả. Tuy rằng nghe nói vị giám chính đại nhân này luôn luôn yếu ớt, bệnh tật, nhưng Đỗ Tuyền vẫn luôn tưởng Thành Đàm chỉ sĩ diện thôi, ai ngờ thật sự lại là một kẻ đoàn mệnh. Lạ nhất là Thành Đàm đã chết, vậy Bùi Gia phải làm sao bây giờ? Sùng thần của Hoàng thượng bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử trong biệt viện Bùi Gia, còn chưa biết sẽ bị Hoàng thượng chỉ tội thế nào, vì sao đến đặt mua quan tài cho Thành Đàm lại là hai tiểu đồng. Người của Bùi Gia đâu? Đang nghĩ tới đó, Tử Minh nói với Đỗ Tuyền, Tiểu ca, lấy bộ quan tài này đi. Cái này... Tử Minh Nguyên đốc hai người chọn một bộ quan tài cực bình thường, cũng không quý, dường như không phù hợp với chức giám chính tư thiên giám của thành đàm cho lắm. Hai tiểu đồng gật đầu, chăm miệng một lời nói cái này. Tử Minh nhìn đỗ tuyển kinh ngạc, giải thích nói, sư phụ thành đàm của chúng ta là đệ tử đạo trưởng Minh Dục Tông Chủ huyền tôn giáo, dù có vào triều làm quan hay không, người cũng vẫn là người xuất gia, không chìm đắm trong thế tục phàm trần, lễ mai táng sẽ làm theo quy định của huyền tôn giáo, tất cả giản lược. Đỗ tuyển sướng sờ gật đầu, nói tiểu đạo ra nói phải. Để ta gọi người đưa quan tài đến quý phủ. Tử Minh nói, di thể sư phụ hiện tại tạm thời đặt ở Hồng Hồ Sơn Trang ngoài thành, xin tiểu ca phái người đưa quan tài đến đó, sư đệ ta sẽ dẫn họ vào. Được được, ta hiểu. Đỗ tuyển đi gọi tiểu nhị cửa hàng đến hỗ trợ. Tử Minh quay sang Nguyên Đốc nói, để mang theo quan tài về đặt di thể sư phụ ta đi nói với bùi phủ và huyện nha một tiếng, bọn họ hẳn là biết chuyện sư phụ đột nhiên đi về cõi tiên phải báo cáo như thế nào với hoàng thượng. mặt khác, nếu sư thúc đến đây nhất định phải lập tức báo cho ta biết. đã biết sư huynh, trưởng quầy ly thật ra đã sớm đến cửa hàng, nhưng thấy hai tiểu đồng tử minh và nguyên đốc đến đây liền khác chú ẩn thân ẩn đi. nguyên đốc chẳng qua là một tiểu đạo đồng huyền tôn giáo mới học vài năm, đương nhiên không có khả năng nhìn thấu pháp thuật của trưởng quầy ly nhưng tử minh lại là thân thể mới của vân nhai lấy đạo hạnh của vân nhai muốn vạch trần trường quầy ly không khó nhưng nay hắn bị thân thể người phàm hạn chế dù là pháp lực linh lực hay cảm giác đều không bằng trước thậm chí còn không linh mẫn bằng tiểu hòa thượng tòng tố kia đương nhiên cũng không cảm thấy được trường quầy ly ở ngay bên người hắn trưởng quầy ly không rõ vì sao vân nhai phải nhốt mình trong thân thể người phàm chính nàng bị bạch nham phong ấn vô số lần muốn phá tan phong ấn vô số lần tức đến nỗi muốn dê bạch nham, nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt chặt. Nghĩ lại vẫn thấy tức thấy cáu thấy giận. Nhưng, sao Vân Nhai lại cam tâm làm vậy? Trưởng Quầy Ly từng hiểu rất rõ Vân Nhai, cao ngạo, tự phụ thanh cao, làm việc chỉ theo ý mình, chớ nói con người, dù là thần, là ma cũng không thể khống chế hắn, kể cả thiên khê cũng không thể điều khiển hắn. Rốt cuộc 300 năm này Vân Nhai đã xảy ra chuyện gì, lại khiến hắn biến thành như vậy? Hoặc là, hắn có ý đồ khác. Tử Minh ở lại phòng trong chốc lát, dường như đang ngẩn người, thật lâu sau mới xác định cảm giác của mình, hắn mới nhập vào một thể xác mới, luôn cảm thấy không được tự nhiên, xoay xoay vặn vặn cũng không quen, hơn nữa đứa nhỏ Tử Minh này đạo hành quá kém, làm cảm giác của Vân Nhai cũng bị chậm chạp đi không ít, cảm giác với sự khác thường xung quanh cũng không được nhảy. Dù sao, muội ở đây sao? Vân Nhai thử khẽ hỏi. Trưởng quầy ly hơi ngừng lại một chút rồi mới hiện thân đối mặt với Vân Nhai, phản ứng của huynh thật chậm. Vân Nhai cười cười, nụ cười này ở trên mặt đứa nhỏ tử minh này, nhìn thật quá cổ quái. Trưởng quầy ly hỏi, thành đàm đã chết, huynh nhập vào trong thân thể đứa nhỏ này là muốn làm gì? Không chê nó khó chịu à? Quen rồi cũng không khó chịu lắm. Vân Nhai lắc đầu, nói, làm vậy nhiều năm, ta phát hiện nguyện thân thể phàm thể có rất nhiều chỗ tiện lợi đặc biệt là ở trong huyền tôn giáo, nếu có thời gian, ta sẽ từ từ kể cho muội nghe. Nhưng giờ chỉ sợ không tiện, nói xong liền cáo từ trường Quầy Ly. Trường Quầy Ly gật gật đầu, được. Vân nhài bước ra cửa một bước, dừng lại, quay đầu lại nói với trường Quầy Ly một câu, bạch nham. muội vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, đừng quá mức thân cận với hắn, miễn cho rước hỏa vào thân. Vân nhài đi rồi, trường Quầy Ly luôn luôn nghĩ đến câu nói cuối cùng của hắn. 300 năm trước rõ ràng là nàng làm liên lụy Bạch Nham phải đánh một trận với tiên khê, sau này Vân Nhai lại cảnh báo cho nàng đừng để bị Bạch Nham làm liên lụy. Điều này làm cho trường quầy ly càng thêm nghi ngờ về quá khứ, bối cảnh của Bạch Nham. Cộp cộp cộp, tiếng vó ngựa vội vàng từ xa đang tiến lại gần. Hu, trên đường khoái mã bị người kéo giật dây cương rừng ở trước cửa tiệm quan tài phố Tây. Một thanh niên lưng đeo một thanh kiếm sắt lớn, trên người mặc trang phục tối màu gọn gàng, tay phải đeo một chiếc găng nửa bàn, thắt lưng có đeo một chiếc nỏ ngắn nhỏ, bao đựng tên được thiết kế đặc biệt gắn trên giày. Hắn xoay người nhảy xuống lưng ngựa, nhanh chóng xài bước vào tiệm quan tài. Đỗ tuyển nhìn động tác lưu loát như mây bay nước chảy cùng trang phục kỳ lạ của người nó có chút sừng sốt, vội nghênh đón vị công tử này, xin hỏi cần gì sao? Ta tìm đến đạo trưởng Bạch Nham. Hả, đỗ tuyển ngạc nhiên, cười ha ha hai tiếng, nói, thật không khéo, đạo trưởng Bạch Nham đã ra ngoài Vân Du, đã đi hơn nửa tháng lúc này không biết đã đi đến nơi nào rồi, cũng không biết khi nào trở về. Người thanh niên nhíu đôi mày rậm vậy chủ nhân của các ngươi đâu? Sư đệ ta mấy ngày trước đây mới tặng thiệp mời người trong cửa hàng, là ai đến chỗ hẹn? Sư đệ, thiệp mời, đỗ tuyển nghĩ nghĩ, lâu nay người đến cửa hàng đưa thiệp mời chỉ có dám chính tư thiên giám thành đàm đã chết kia, người thanh niên này xương hắn là sư đệ Vậy hắn cũng là người của Huyền Tôn giáo sao? Kỳ lạ, hôm nay là ngày gì mà cửa hàng đột nhiên náo nhiệt, người đến còn toàn là đạo sĩ, chẳng lẽ cửa hàng này xung đột với đạo sĩ sao? Chân trước mới tiến bước hai tiểu đạo đồng, sau lưng lại tới thêm một kẻ. Ta là thủ hạ đệ tử của đạo trưởng Minh dục tông chủ Huyền Tôn giáo, Đường Phong, thành đàm là sư đệ ta. Đường Phong tự giới thiệu, nói, bất luận mấy ngày trước người đến chỗ hẹn là Bạch Nham hay là chủ nhân ngươi? ta đều muốn gặp. Đỗ tuyển đánh giá thanh niên này một lượt, mặc dù hắn ăn mặc giống thợ săn hơn là đạo sĩ, nhưng trong thiên hạ chắc chẳng có ai dám mạo nhận là đệ tử huyền tôn giáo. Huống chi còn là đệ tử của đạo trưởng Minh Dục, sư huynh tư giám chính Thiên giám. Người này diện mạo không tồi, nếu không phải sát khí trên mặt quá nặng, các loại vũ khí trên người làm cho người ta sợ hãi, thì cũng là một chàng trai tuấn tú, thay đạo bào thì cũng có vài phần tiên phong đạo cốt trong cửa hàng bỗng nhiên xuất hiện một kẻ có thân phận đặc biệt, trưởng quầy ly đương nhiên biết. Khi đỗ tuyển đang lo lắng phải ứng phó đường phong như thế nào, nàng từ trong phòng khách đi ra. Đường đạo trưởng phải không? Trưởng quầy ly bưng chén trà đi ra đưa tới trước mặt đường phong, mỉm cười với hắn. Đường phong đầu tiên là thấy một chén trà nhỏ, một đôi tay trắng nõn như ngọc. Dương mắt nhìn là khuôn mặt tuyệt mỹ của trường quỷ Ly, một nụ cười khuynh thành, đột nhiên thất thần, một lát sau mới hoàn hồn âm thầm mặc niệm hai tiếng tội lỗi cô là ta là chủ nhân tiệm quan tài này ta họ ly mọi người đều gọi ta là trưởng quầy ly trưởng quầy ly lại cười nói không biết đường công tử tìm phu quân ta có chuyện gì trưởng quầy ly cười nói ra những lời này trong lòng âm thầm phỉ nhổ phu quân đều do bạch nham gây hỏa trưởng quầy ly khách khí quá không cần gọi công tử gọi ta đường phong là được rồi hai má đường phong hơi hơi phiếm hùng có chút ngại ngùng cúi thấp đầu khi phách vừa rồi nháy mắt biến mất sạch nói sáng nay ta đến đan thành đi đến hồng hồ sơn trang biết được sư đệ ta thành đàm vài canh giờ trước đã ho ra máu mà mà chết ta nghe hạ nhân trong sơn trang nói hai sư điệt của ta nửa canh giờ trước đã ra khỏi sơn trang đến tiệm quan tài trong thành chuẩn bị tang sự cho sư đệ thành đàm vừa khéo nên ta lập tức đến đây nhưng cũng không phải hoàn toàn là vì đuổi theo hai sư điệt mà quan trọng hơn là nhiều ngày qua sư đệ thành đàm vì thân thể không khỏe vẫn luôn ở trong hồng hồ sơn trang tu dưỡng, chỉ gặp đúng một người, đó là phu quân của trưởng Quầy Ly, ông chủ tiệm quan tài này. Ta đến cũng vì muốn gặp hắn, hỏi hắn về chút chuyện của sư đệ ta. Mặt khác cũng muốn gặp đạo trưởng Bạch Nham. Trưởng Quầy Ly gật đầu, ngồi ở vị trí bên cạnh đường phong, cẩn thận đánh giá hắn một lượt. Người thanh niên này mới nhìn qua ước chừng 28-29 tuổi, nhưng nhìn kỹ mới có thể phát hiện, có lẽ là vì hắn hàng năm hành tàu bên ngoài, làn da phơi nắng có hơi đen, khiến hắn nhìn già hơn tuổi thật một chút. Bây giờ phu quân ta cũng không ở trong tiệm, nếu ngài có thể chờ, ta phái người đi mời chàng đến. Vậy đa tạ trưởng quầy ly. Trưởng quầy ly gật đầu, phân phó đỗ tuyển, đi mời ông chủ đến, đi nhanh về nhanh. Đỗ tuyển lên tiếng, tức khắc rời khỏi cửa hàng. Trên đường về nhà không ngừng nghĩ về kẻ tên đường phong kia. Vì sao hắn muốn gặp lão đạo? Thành Đàm không phải đã chết rồi sao? Sao đột nhiên lại nhảy ra một tên Đường Phong, hơn nữa nhìn như không có thiện ý. Binh khí trên người hắn dùng để đối phó ai? Vẫn nên mau mau trở về hỏi lão đạo một chút thì hơn. Trưởng Quỷ Ly hơi mỉm cười, tùy ý nói chuyện cùng Đường Phong, cố gắng nói vài câu khách sáo, ngày đó, Thành đại nhân sai người đưa thiệp mời tới, ta không ở trong thành nên bỏ lỡ. Tướng công ta sau khi về chỉ nói thành đại nhân hỏi chàng chút chuyện trong nhà, cũng không có gì đặc biệt. Ta vốn nghĩ thành đại nhân đến tìm đạo trưởng Bạch Nham, nên đương nhiên cũng chẳng có chuyện gì để nói với tướng công ta. Chỉ tiếc đạo trưởng đã sớm rời khỏi đan thành, mà thành đại nhân lại đột nhiên. Ai? Đường phong lặng lẽ thở dài, đau thương hiện rõ. Sư đệ thành đàm mấy tháng trước có gửi thư cho ta, hẹn gặp ở đan thành, đáng tiếc, đáng tiếc đệ ấy lại ra đi đột một như vậy thành đại nhân đến đan thành là có chuyện gì quan trọng sao? Ta mặc dù không thể lập tức tìm đạo trưởng Bạch Nham về, nhưng đường đạo trưởng có thể để lại một phong thư, chờ đạo trưởng trở về ta sẽ lập tức chuyển giao. Đường phong lắc đầu, nói thật ra ta và thành đàm ước định gặp ở đan thành, mấu chốt cũng không phải vì đạo trưởng Bạch Nham. Trưởng quầy ly ngẩn người, vân nhai đến đan thành quả nhiên có mục đích khác. Vì nàng, hay là vì ai khác? chương 29, đại loạn xảy ra. Vì sao thành đàm đến đan thành? Trưởng quầy ly yên lặng nhìn đường phong, suy nghĩ tỉ mỉ chuyện thành đàm đến đan lại một lần. Bạch Nham và trưởng quầy ly đến núi tuyết Tây Lĩnh là 10 ngày trước, trong lúc đó Bạch Nham có trở về một lần, ước chừng là 4 ngày trước, nói cách khác thành đàm đến đan thành là chuyện của 5 ngày trước. Sau khi đến đan thành hắn trực tiếp ở tại Hồng Hồ Sơn Trang Ngoại Ô, ngày hôm sau liền sai người đưa thiệp mời đến tiệm quan tài tìm người. Theo như lời Đỗ Tuyền, thành đàm phái người tới trước hết là muốn mời Bạch Nam đến Hùng Hồ Sơn Trang, nhưng Bạch Nam nói câu cuối trong tiệp mời mời khanh cùng ra quyến rõ ràng là mời trường quầy ly và phu quân Bạch Nam bịa ra cùng tới. Làm cho người ta khó hiểu không chỉ ở chỗ này, mà là Vân Nhai dù biết rõ thân thể thành đàm không chống đỡ được mấy ngày, nhưng vẫn đến Đan Thành, sau khi tìm được tiệm quan tài, lại phái đệ tử ở trong thành phát phù chú, mà hắn vừa chết được mấy canh giờ Đường Phong đã tới rồi lấy hiểu biết của trường quầy ly đối với Vân Nhai, cho dù hắn nói cái gì, làm chuyện gì tất có nguyên nhân của nó. Mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều có ý nghĩa. Nàng dám ca Vân Nhai chọn thành đàm, thân thể tử minh làm vỏ bọc tất có nguyên nhân. Hắn vào đan thành tất có mục đích, nhưng nàng không đoán được, hoàn hoàn không đoán được. Trưởng quầy ly quay về phía đường phong tươi cười, từ từ nói, một thời gian trước trong thành đã xảy ra hai chuyện lạ không thể tưởng tượng nổi, nhà giàu lâm gia trong thành hơn 10 ngày mà chết ba người, công tử bùi gia lại bỗng nhiên rơi xuống nước chết đuối khiến lòng người hoảng sợ. Sau khi thành đại nhân đến đã phái đệ tử quý phái đến từng nhà đưa tặng phù chú an trạch, mọi người đều rất cảm kích thành đại nhân, ai ngờ. Bi thương giữa hàng lông mày đường phong vẫn không giảm, hơi hơi lắc đầu thành sư đệ bạc mệnh. Sư phụ từng nói sư đệ cực kỳ có tuệ căn có thể nhìn thấy thiên cơ, đây là thiên phú cũng là nghiệt, cuộc đời này nhất định vô phúc. Ai, không ngờ ngày này lại tới như vậy sớm, để ấy mới 23 tuổi. Trưởng quầy ly nghe đường phong bóc cổ tay thở dài, tính toán xem làm cách nào thám tính chút chuyện từ trong miệng hắn. Xin nén bi thương, trưởng quầy ly an ủi một câu, nói, vừa rồi hai vị tiểu đạo ra tới đây chỉ chọn một bộ quan tài, nói rằng tang lễ thành đại nhân sẽ làm theo quy định của huyền tông môn, không biết ta có thể giúp được việc gì không? ta sẽ cố gắng hết sức mình để báo đáp ơn thành đại nhân tặng phù chú. Đường Phong nói, trường Quỷ Ly không cần để trong lòng, tặng phù chú chỉ là việc nhỏ thôi. Thật ra quảng phát phù chú là để mọi người an tâm, yêu ma tác loạn trong thành đã sớm bị giết hết. Ta nghĩ chuyện này là công lao của đạo trưởng Bạch Nham. Thành sư đệ cũng không làm gì cần trưởng quỷ Ly báo ân. Ngài nói đạo trưởng Bạch Nham giết hết yêu ma. Trường Quỷ Ly lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc nàng, bạch nham, tổng tố tổ tiêu diệt nữ bạt, đường phong và thành đàm có lẽ không rõ chi tiết, nhưng đường phong vừa đến đan thành đã biết chuyện nữ bạt đã chết, việc này rất kỳ lạ. Đúng, đường phong gật gật đầu, giải thích nói, nói cho cô biết cũng không sao. Từ hai năm trước, sư phụ của ta cũng chính là đạo trưởng minh dục nghe được thần dụ, thiên hạ sẽ có đại loạn, vì thế cho bảy sư huynh đệ chúng ta mỗi người một phong thư. Bảo chúng ta mang thư xuống núi dựa theo chỉ thị trừ ma khắp nơi. Mục tiêu trong phong thư của thành sư đệ chính là nơi này, nhưng thân thể đệ ấy quá yếu, vài năm nay ngày càng xa sút chỉ đi đường cũng đã bắt đầu không tiện, rất nhiều chuyện lòng có dư mà lực không đủ. Đệ ấy sợ làm lỡ đại sự, để yêu ma gây họa một phương, liền gửi thư cho ta hy vọng ta có thể mau chóng tới tương trợ. May mà có đạo trưởng Bạch Nham trùng hợp ở trong thành, thế mới hóa giải được một kiếp nạn. Thì ra là thế. Thì ra Vân Nhai biết trong đan thành ẩn giấu một nữ bạt, vậy hắn có biết nữ bạt này muốn xác tiểu thiếu gia lâm ra để làm gì không có biết xác chết kia đã bị thiên khê mang đi rồi không đi một vòng lớn dường như vấn đề lại quay về trên cái xác kia kia trưởng quầy ly giả bộ khẩn trương lo lắng lại hỏi xin hỏi thiên hạ đại loạn đạo trưởng minh dục nói là ý gì đường phong lắc đầu nói chuyện này ta cũng không rõ ta chỉ phụng sư mệnh làm việc Vậy đạo trưởng tìm đến đạo trưởng Bạch Nham là có liên quan đến thần dụ kia sao? Ai, việc này, đường phong bất đắc dĩ lắc đầu, có nói cho cô cũng vô dụng, chẳng qua chỉ tăng thêm phiền não của cô thôi. Dù sao thiên ý khó dò, chỉ có thể theo thiên mệnh. Trưởng quầy Ly lại mơ hồ, nhưng đường phong hiển nhiên không muốn nói thêm gì nữa, nàng cũng không tiện hỏi lại, chỉ có thể chờ Bạch Nham đến đây, xem hắn có thể moi thêm được thông tin gì không. Đường Phong uống hết một chén trà nhỏ, trường quầy ly lại pha thêm một ấm trà cho hắn. Không lâu sau Bạch Nham và Đỗ Tuyền cùng nhau đến. Đương nhiên, giờ phút này Bạch Nham xuất hiện ở tiệm quan tài không phải lão đạo ngày thường, mà vị công tử tao nhã ly lạc phi. Bạch Nham đi đến trước mặt Đường Phong, ôm quyền nói, đạo trưởng Đường Phong, tại hạ là ông chủ tiệm quan tài này, tiểu đệ họ ly. Biết ngay biết ngay mà, Bạch Nham vừa nói rất lời, Liền bị ánh mắt sắc như dao của trưởng quầy ly chém tới, lại chọc giận nàng rồi. Ly công tử, đường phong ôm quyền đáp lễ. Đạo trưởng xin mời vào nội đường ngồi. Bạch Nham cười dẫn đường phong vào nội đường, để trưởng quầy ly và đỗ tuyển ở lại bên ngoài. Đi vào bên trong nội đường, đường phong cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Hỏi Bạch Nham, tại hạ đường phong, sư huynh của thành đàm, nay đến quấy giày là vì ly công tử là người cuối cùng gặp sư đệ ta. Bạch Nham vốn định vuốt vuốt dâu, đụng đến cái cầm chân láng mới nhớ ra bây giờ hắn không phải bộ dáng lão đạo sĩ nữa, vội mỉm cười che giấu, nói, đường đạo trường hiểu lầm rồi, thành đại nhân mời ta đến Hồng Hồ Sơn Trang đã là chuyện của bốn ngày trước, ta sao có thể là người cuối cùng gặp thành đại nhân chứ? Đường Phong lắc đầu nói, nói như vậy đi, thành đàm sư đệ tử Kinh Thành đến đây, đi theo chỉ có một sa phu, hai cái tùy tùng trong phủ cùng hai đệ tử tử Minh và Nguyên Đốc. Sau khi tới Đan Thành, bùi phủ dọn hồng hồ sơn trang cho sư đệ thành đàm, đáp ứng yêu cầu của sư đệ truyền hết hạ nhân đi để cho sư đệ tĩnh dưỡng. Mấy ngày thời nay, ngoại trừ từ từ minh nguyên đốc chăm sóc cuộc sống hàng ngày, sư đệ thành đàm chỉ thấy gặp một vị khách duy nhất là Ly Công Tử. Vậy nên ta mới đến đây. Đường đạo trưởng muốn hỏi ta cái gì? Bạch Nham mờ mịt nhìn đường phong, lần này không phải giả vờ, mà hắn thực sự không rõ thành đàm và đường phong rốt cuộc đang làm trò gì. Hôm đó, thành đàm sư đệ đã nói những gì với công tử. Bạch Nham nghĩ, thành đàm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đường phong đột nhiên xuất hiện, hai việc này có liên quan sao? Hắn nên ăn ngay nói thật, hay nên nói dối? Ngày đó ta nhận được thiệp mời của thành đại nhân liền đáp ứng lời mời đến hùng hồ Sơn Trang, được môn đồng dẫn vào nhà thủy tả bên trong, lại được hai vị tiểu đạo trường chỉ dẫn đến tầng hai nhà thủy tả gặp thành đại nhân. Bạch Nham chậm rãi nói rõ chuyện tối hôm đó, không chút dối trá, không chút khuế đại nào. Bạch Nham thành thật như vậy từ khi nào? Trong lòng Bạch Nham gầy bàn tính lệch cạch, chuyện ngày ấy Bạch Nham nghĩ không ra, nếu đường phong hỏi, hắn giấu giếm làm gì? Hắn nói dối nói xưa nay vẫn rất rõ ràng chặt chẽ, khó ai có thể vạch trần ngay lập tức. Nhưng thành đàm làm việc cổ quái, tất có việc không thể nói, nay thành đàm đã chết, nếu muốn biết nguyên do khúc chiết trong đó, vậy chỉ có thể tìm manh mối sơ hở từ đường phong thôi bạch nham nói rõ ràng mọi chuyện xong liền nhìn phản ứng của đường phong ra sao đường phong cao mày tỉ mỉ nghe những lời bạch nham nói mất một lúc lâu mà chưa lên tiếng bạch nham không nhịn được hỏi đường đạo trưởng có gì không ổn sao đường phong gật đầu lại lắc đầu cao mày nghĩ một lúc mới nói ta và sư đệ thành đàm đã nghe sơ qua về việc ở đan thành cũng không hiểu rõ về lai lịch của đạo trưởng bạch nham trong thư sư đệ nói đạo trưởng bạch nham từng ở kinh thành vài năm bốc quẻ cho hoàng thượng, được hoàng thượng vô cùng tín nhiệm, nhưng bỗng nhiên đi không từ giã. Khúc chiết trong đó sư đệ thành đàm ở kinh thành điều tra rất lâu thấy không ít điểm đáng ngờ. Sau lại nghe nói đến những việc xảy ra ở đan thành, trong lòng ta cùng với sư đệ đều có chung phán đoán, thế nên mới vội vàng tới đây mong gặp được đạo trưởng Bạch Nham một lần. Không ngờ sư đệ tới lại không đúng dịp, theo như lời ly công tử nói. Thành sư đệ dường như cũng không sốt ruột tìm hiểu về đạo trưởng Bạch Nham, hay là trong lòng đệ ấy đã có đáp án? Không biết ta có thể lắm miệng hỏi một câu, trong lòng đường đạo trưởng suy đoán thế nào? Đường phong cúi đầu trầm ngâm, ta đoán vị đạo trưởng Bạch Nham này có thể là ngũ sư huynh tế đồng đã mất tích 12 năm của ta. Bạch Nham ngẩn người, suy đoán này, là sao? Vị đạo trưởng tế đồng này trông như thế nào? Bạch Nham hỏi tiếp. Đường phong lắc đầu, khi sư huynh tế đồng mất tích, ta mới 15 tuổi, nhiều năm như vậy rồi không biết bộ dạng huynh ấy có gì thay đổi không? Đường đạo trường không ngại nói xem. Ừm, ta nhớ rõ sư huynh tế đồng cao trường sáu thước, người béo, mày đậm mắt dài, khuỷu tay trái có một vết sẹo dài trường ba tấc. Nghe đại sư huynh nói là khi sư phụ bảo sư huynh tế đồng lên núi cánh tay trái bị gãy cho nên để lại một vết sẹo. Bạch Nham nói, nghe đường đạo trường hình dung thì không có điểm nào tương tự đạo trường Bạch Nham cả, có lẽ không phải người đạo trường muốn tìm rồi đường phong thờ một tiếng ai bạch nham còn muốn tiếp tục tìm hiểu nhưng đường phong đã đứng dậy chắp tay cúi đầu nói hôm nay quấy dày sư đệ ta hậu sự còn chưa xử lý thỏa đáng ta cáo từ trước đa tạ ly công tử đạo trưởng khách khí mời bạch nham khó khăn đưa đường phong ra ngoài trưởng quầy ly ẩn thân trong nội đường liền hiện thân trưởng quầy ly ngồi bắt chéo chân trên ghế thai sư nhìn bạch nham trở lại nội đường hỏi chuyện này ngươi thấy thế nào Bạch Nham nói, lúc trước Đường Phong nói gì với nàng? Nói sư phụ hắn, đạo trưởng Minh dục nổi tiếng thiên hạ nhận được thần dụ, đại loạn sắp xảy ra. Thần dụ? Đạo trưởng Minh dục, tông chủ Huyền tông môn trên núi Vân Đài, cao nhân tu đạo bậc nhất trong gần trăm năm qua, nếu hắn nói đại loạn sắp xảy ra, vậy ngày đó chắc chắn sẽ tới. Bạch Nham nhướng mày, thiên hạ đại loạn ngoại trừ do Thiên Khê và Vân Nhai cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận ra thì không còn khả năng nào khác đạo trưởng minh dục phái đệ tử hàng ma phục yêu khắp nơi hắn có thể hiểu là tấm lòng tế thế cứu người. Nhưng chuyện này sự có liên quan gì đến chuyện thành đàm, đường phong muốn tìm vị ngũ sư huynh tế đồng kia. Sao bọn họ còn sốt ruột tìm tế đồng hơn cả ngăn cơn sóng giữ cứu vất thiên hạ. Trưởng Quầy Ly nhìn Bạch Nham suy nghĩ sâu xa, trong lòng lại đấu tranh, nàng có nên kể cho hắn những gì Vân Nhai nói hay không? Thiên hạ đại loạn nàng có nên quan tâm không? Nhìn vẻ mặt này của Bạch Nham, nhất định là hắn muốn nhúng tay rồi. Nhưng đại loạn này lại bắt nguồn từ kế hoạch cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận của Thiên Khê Vân Nhai, nếu nàng nhúng tay chắc chắn sẽ phải đấu một trận với Thiên Khê và Vân Nhai. Vân Nhai nói không sai, nàng làm đồ đệ của Ma Tinh Hậu Khanh mấy trăm năm, làm sư muội của Thiên Khê và Vân Nhai mấy trăm năm, ngày xưa nàng chạy trốn chỉ vì muốn sống, nếu thật sự muốn nàng phản bội sư môn, đối địch với Thiên Khê và Vân Nhai, trong lòng nàng cũng không muốn nhưng để Bạch Nham một mình ứng phó, vậy chẳng khác nào để hắn đi chịu chết trong lòng nàng. Lại không muốn. chương 30, Thần thức của Bạch Nham Tháng 10, thời tiết đan thành đã bắt đầu trở lạnh, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi qua sẽ khiến người đi đường lạnh run. Nhưng càng khiến người ta khiếp sợ hơn là không khí kỳ lạ trong tiệm quan tài phố Tây. Đường phong vội vàng đến cũng vội vàng đi, đỗ tuyền dựa vào cửa thở phào một hơi những chuyện gần đây khiến trái tim hắn hết lên lại xuống, thật sự là không chịu nổi nữa rồi. Tiểu nhị của cửa hàng đều bị phái đưa quan tài đến hồng hồ Sơn Trang. Tiễn bước đường phong, đỗ tiền đi vào nội đường, chỉ thấy Bạch Nham và Trường Quầy Ly đều hơi cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, trên nét mặt vài có phần nghi ngờ vài phần u sầu vài phần lo lắng đan xen vào nhau. Trường Quầy, Lão Đạo, hai người đang suy nghĩ cái gì vậy? Đỗ tiền xài bước đi vào nội đường, một câu hỏi đã kéo tâm hồn đang treo ngược của hai người kia về hai người không tự chủ nhìn về phía đối phương lúc bốn mắt chạm nhau dường như có thể đọc được cái gì đó từ ánh mắt người kia rồi lại hoảng sợ né tránh đỗ tiền nhìn thấy vậy lại càng khó hiểu làm sao vậy hai người từ hôm qua trở về vẫn là lạ ở phong đô xảy ra chuyện gì sao bạch nham dùng khóe mắt liếc nhìn trường quầy ly một cái ho khan một tiếng sửa sang lại ống tay áo đem những chuyện đã xảy ra ở thuộc nói qua loa cho Đỗ tiền nghe. Đỗ tiền nghe xong mày cũng nhíu lại. Ngày đó bọn họ cảm nhận được Tây Thục núi truyền đất sung, chim thú rền dĩ, vì thế Bạch Nham và Trường Quỷ Ly đi trước tìm hiểu, tìm được tòng tố bị thương trong sơn cốc núi tuyết Tây Lĩnh, một cô gái nghe hiểu được thú ngữ tên Thanh Vũ cùng một con báo tuyết có đạo hạnh mấy trăm năm. Tiếp theo Bạch Nham phái tòng tố và Thanh Vũ mang theo báo tuyết vào phong đô, gặp được yêu quái, con dối binh, đệ tử phong cơ như như đây đều là những chuyện đỗ tuyền không biết cũng chưa từng gặp qua. Nguy hiểm, khủng bố ở ngoài thật khiến người ta hưng phấn, quấy nhiễu trong lòng đỗ tuyền. Hắn hối hận rồi, lúc ấy lẽ ra nên đi theo lão đạo và trường quầy đến đất thuộc mới phải, mới mấy ngày đã bỏ lỡ nhiều trò hay như vậy. Bạch Nham nói nửa ngày, đương nhiên bỏ bất chuyện trường quầy ly một mình vào tháp linh lung, cũng che giấu chuyện mình vòng đến bột hải một chuyến. Đỗ Tuyền kích động hỏi thêm vài chi tiết, mới dần phát hiện ra vấn đề. Lão đảo, trận pháp ngũ hành, mà tinh hậu khanh, thiên khê vân nhai, việc này có liên quan đến núi tuyết Tây lĩnh sao? Hai người đến tục một chuyến sao lại không thấy bóng dáng thiên khê, liệu đây có phải hai chuyện khác nhau không? Bạch Nham suy nghĩ một lát, lắc đầu, tòng tố đi đến thục là bởi vì trên đường đi có rất nhiều yêu ma đều tiến về đất thục, lại theo chỉ dẫn của ta mới đi về phía tây thục nếu nói việc này không liên quan đến thiên khê thì thật vô lý và lại vừa rồi theo như lời đạo trưởng đường phong minh dục nhận được thần dụ thiên hạ sắp có đại loạn hai chữ trùng hợp này thật sự không thể nào xảy ra đỗ tiền hơi gật gật đầu nghĩ thấy cũng đúng thiên hạ sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chỉ có trong lòng trường quỳ ly là chắc chắn thiên hạ đại loạn nhất định là do thiên khê vân nhai cởi bỏ ngũ hành trận vân nhai cảnh cao chính là chứng minh tốt nhất Thiên Khê đang tính toán cái gì đang tiến hành cái gì đã là một vòng luẩn quẩn lớn bao quanh Bạch Nham và Trường Quỷ Ly, mà càng khiến Trường Quỷ Ly khó hiểu là Vân Nhai đang định làm gì. Vì sao hắn lại dấn thân vào huyền tôn giáo, vì sao phải đến Đan Thành, vì sao phải tìm tế đống, vì sao lại làm việc đó vào lúc này. Chúng ta làm thế nào bây giờ? Đỗ Tuyền đi tới đi lui nhìn Trường Quỷ Ly và Bạch Nham vài lần, hỏi. Bạch Nham sờ sơ cầm, nếu không tìm thấy Thiên Khê, nếu đám người huyền tôn giáo đã tự đến cửa, không bằng từ đường phong xem xem thần dụ kia là cái gì. Như trưởng quầy ly sở liệu, Bạch Nham nhất định sẽ nhúng tay, trong lòng nàng căng thẳng, mở miệng nói, nếu có thể thăm dò được thì đường phong đã nói từ vừa nãy rồi, người có đi cũng chẳng thu hoạch được gì đâu. Làm thế nào mới có thể ngăn cản Bạch Nham đây? Bạch Nham mỉm cười, dùng bộ dáng này đương nhiên không hỏi được gì. Bạch Nham vung tay áo biến trở về thành lão đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh, thế này có thể tâm sự với đường phong rồi. Dù biến trở về bộ dáng vừa già vừa xấu này ngươi cũng không thể lập tức hiện thân trước mặt đường phong, vừa rồi ngươi đã nói đạo trưởng Bạch Nham đã rời khỏi đan thành hơn nửa tháng, nếu trở về cũng không nên nhanh như vậy, chúng ta về nhà trước đã, việc này còn phải tiếp tục thương nghị thật kỹ lưỡng. Trưởng Quầy Ly biết Bạch Nham sẽ không dễ dàng buông tha, bây giờ chỉ có thể tạm thời kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tuy nói về nhà, nhưng thừa dịp đỗ tiền không để ý trường quầy ly lại kéo bạch nham bước lên mây mà đi cũng không biết là đâu đỗ tiền ngay cả cơ hội mở miệng gọi một tiếng cũng không có hai người đã biến mất khỏi nội đường tiệm quan tài ai lại xảy ra chuyện gì đỗ tiền sờ sờ đầu thở dài đi đến đại sảnh bên ngoài nằm úp mặt xuống quầy tủ tiếp tục ngủ gà ngủ gật chờ tiểu nhị trở về hắn mới có thể đóng cửa về nhà trường quầy nói dù trời sập cũng không thể chậm trễ việc buôn bán trưởng quầy ly lại kéo Bạch Nham lên núi Lục Đà Phong, vẫn là sơn động lần trước Bạch Nham cười bỏ tầng phong ấn thứ bảy cho trưởng quầy ly. Có chuyện gì mà nàng phải kéo ta tới tận đây mới có thể nói. Bạch Nham nhìn bốn phía chung quanh, vách tường trơn nhẵn cũng chẳng có gì hay mà xem, nhưng trên vách tường có vài cái lỗ nhỏ do tên hỏa vũ của trường quầy ly tạo thành, làm cho Bạch Nham không khỏi nhớ tới chuyện ngày ấy. Chẳng lẽ không phải ngươi có chuyện muốn với ta sao? Trường quầy ly khoanh tay trước ngực, Tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, người có vài chuyện cần giải thích với ta thì phải. Lai lịch của ta sao? Bạch Nham than nhẹ, chuyện này nên nói từ đâu đây. Xem ra, người còn chưa nghĩ ra được lý do thoái thác nhỉ. Bạch Nham cười có chút thê lương, nói, không bằng chúng ta làm giao dịch đi, ta sẽ nói cho nàng tất cả những gì nàng muốn biết, đổi lại nàng cũng phải nói cho ta biết, ngày đó nàng đến Hồng Hồ Sơn Trang đã nói gì với Thành Đàm? sắc mặt trường quầy ly bỗng trầm xuống, nhìn bạch nham trầm trầm, hơi hơi mím môi, bạch nham lặng lặng nhìn những biểu cảm nhỏ này. Thế nào, không muốn sao, bạch nham khẽ hỏi. Trường quầy ly yên lặng một lúc, mới đáp được. Bạch nham đi đến trước mặt trường quầy ly, vươn tay ra. Làm gì vậy? Sợ nàng không tin ta nói, bạch nham mỉm cười, cho nên dùng thức hồn thuật đi. Ta sẽ không chống cự thức hồn thuật là một loại pháp thuật tương đối cao thâm, mặc dù không khó học nhưng cũng không dễ sử dụng. Chỉ cần chạm vào thân thể đối phương là được. Nếu muốn đọc thần thức của người phàm đối với trưởng quầy ly mà nói thì dễ như chờ bàn tay. Nhưng muốn đọc thần thức của thần tiên, yêu ma thì rất khó, bởi vì thức hồn thuật dễ sử dụng nhưng không thể che giấu. Nói nôm na thì giống như một tên trộm giữa ban ngày ban mặt mặc đồ đen phá cửa vào, chỉ sợ không chỉ có chủ nhà mà cả hàng xóm cũng biết khả năng phòng ngự tinh thần của người phàm rất yếu ớt, chỉ có thể để người sử dụng thức hồn thuật thăm dò khắp thần thức của mình mà không thể chống cự, cuối cùng cũng chỉ như một giấc mộng bị bóng đè mà thôi. Nhưng thần tiên hoặc yêu ma, đạo hạnh càng cao, pháp lực càng mạnh tức năng lực phản kháng càng mạnh. Nếu người sử dụng thức hồn thuật pháp lực không bằng ngược lại còn bị tóm gáy, còn nguy hiểm đến nguyên thần của chính mình. Giống như tên trộm mặc đồ đen kia chân trước vừa bước vào cửa đã phát hiện chủ nhà là một người vạm vỡ cao chín thước, còn chưa kịp phản ứng đã bị đá ra khỏi cửa. Hoặc tên trộm này mắt kém, đi vào hoàng cung đại nội, vừa vào cửa đã bị cấm vệ quân chặt thành tám mảnh. Mà trưởng quầy ly sử dụng thức hồn thuật với bạch nham, mặc dù không phải xông vào hoàng cung nhưng cũng không khác gì xông vào nha môn cấm quân. Vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là hắn thật sự không hề giấu giếm trưởng quầy ly, coi nàng như khách khách khí mời nàng vào, cho nàng tùy ý lục lọi đồ trong nhà mình. Hoặc là hắn đặt cảm bẫy, thừa cơ lấy mạng trưởng quầy ly. Trưởng quầy ly kinh ngạc nhìn Bạch Nham vươn tay trước mặt nàng, không kịp phản ứng xem mình nên làm như thế nào. Làm sao vậy? Bạch Nham vẫn duy trì tư thế đưa tay ra hỏi. Trưởng quầy ly chậm rãi lắc lắc đầu, đưa tay cầm tay Bạch Nham, yên lặng niệm pháp quyết đưa nguyên thần của mình vào thần thức của Bạch Nham. Nếu Bạch Nham thật sự muốn giết nàng, thì từ 300 năm trước sẽ không cứu nàng huống chi trong nguyên thần của nàng còn có một tầng phong ấn của Bạch Nham, muốn giết nàng không cần phiền toái dụ nàng sử dụng thức hồn thuật làm gì. Thức hồn thuật nói đơn giản chính là để nguyên thần của người làm phép tiến vào trong thần thức của người bị làm phép, xem xét ý thức, trí nhớ của người kia. Đối với lão quái vật không biết đã bao nhiêu tuổi như Bạch Nham, thần thức của hắn rộng như biển, giống như một thế giới vô biên vô hạn, có núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, dòng nước chảy xiết, biển mây cũng có, tất cả ký ức của hắn đều giấu ở nơi này. Tuy rằng Bạch Nham mở cửa dẫn đường cho trường Quỳ Ly, tùy ý nàng đi lại trong thần thức của mình, nhưng nếu đi tìm không có mục đích, chỉ sợ trường Quỳ Ly sẽ đánh mất chính mình trong đó. Trường Quỳ Ly hạ quyết tâm, ý niệm duy nhất là mau chóng tìm được ký ức lúc ban đầu của Bạch Nham, xem hắn rốt cuộc là ai. Trường Quỳ Ly cuối cùng cũng tới một nơi có rất nhiều nước, trước mắt là đại dương minh mông, bờ cát trắng, vách đá trùng điệp vây quanh. Đại ca, có một tiểu cô nương chạy tới, vừa chạy chậm vừa dùng tay áo lau lung tung hai hàng nước mắt trên mặt, đại ca. Nhị ca cướp dạ Minh Châu phụ thân tặng muội rồi. Tiểu cô nương lao vào trong lòng thiếu niên, hô, đó là quà sinh nhật phụ thân tặng muội mà. Cuối cùng trưởng Quỳ Ly cũng thấy Bạch Nham, thiếu niên kia ngũ quan không khác Bạch Nham tuấn tú xuất sắc hiện nay là mấy, chỉ non nớt hơn một chút. Bạch Nham an ủi xoa xoa đầu tiểu cô nương, cười nói, biết rồi biết rồi, ngoan, doanh chi đừng khóc, đại ca cướp về cho muội là được. Trên vách núi bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên khác, trong tay đang tung một quả cầu to như cái bát, nói với Bạch Nham cùng tiểu cô nương kia, phụ vương đem viên dạ minh châu lớn như vậy khắc thành đèn cho muội thật sự là quá lãng phí, nói thế nào cũng nên để huynh thường thức trước đã. Nhị ca, mau trả giả minh châu lại cho muội. Nhị đệ, đừng náo loạn. Hừ, phụ vương yêu chiều tiểu nha đầu này nhất, ngay cả đại ca huynh cũng thiên vị nó. Ba huynh muội vì một viên giả minh châu cãi nhau một hồi lâu, trường quầy ly đang cảm thấy không thú vị, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi ba người bọn họ, nàng sợ ngây người. Đại điện hạ, nhị điện hạ, tam công chúa, khách khứa đều đã đến đủ, lòng vương bệ hạ mời ba vị nhanh chóng hồi cung. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn